Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Ăn Chay của Mẹ Quê. Hôm nay em làm chả hoa mai nha. Món chả này làm rất là dễ, quý cô bác bày trong mâm cỗ ngày Tết, nhìn vừa ngon lại vừa đẹp mắt. Chả này em làm từ tàu hủ kỳ, quý cô bác mua tàu hủ kỳ tươi là có thể làm được. Chả này em gói bằng lá chuối nên bảo quản cũng rất dễ, để trong ngăn mát tủ lạnh, để nguyên trong cái lá như vậy để cả tuần quý cô bác ăn vẫn ngon. Nếu quý cô bác thấy thích món chả hoa mai mẹ em làm thì mời vào bếp cùng làm với em nha. Nguyên liệu chuẩn bị rất là đơn giản. Ở đây em có tàu hủ kỳ tươi. Tàu hủ kỳ tươi này quý cô bác mua các tiệm bán thực phẩm chay nha, tiệm nào cũng có bán. Tiếp theo là một ít hạt nêm chay và muối. Gói thì em sẽ dùng lá chuối và một cái củ cà rốt. Củ cà rốt thì em đã tỉa hoa theo cái chiều dọc như vậy. Nguyên liệu đơn giản như vậy thôi á. Em chuẩn bị một nồi nước, cho vào nước một chút xíu muối. Em cho tàu hủ kỳ và cà rốt vào luộc 3 phút. Phần tàu hủ kỳ này em dùng là nửa ký. Sau 3 phút thì em bắt đầu vớt ra. Tàu hủ kỳ em vớt ra cái rổ và vắt cho nó khô nước. Sau khi đã vắt khô nước, nửa ký tàu hủ kỳ thì em trộn vào đây một muỗng cà phê hạt nêm chay. Trộn đều cho nó thấm hạt nêm rồi chuẩn bị lá chuối và gói thôi. Để cho thanh củ cải bám chắc vào tàu hủ kỳ thì em sẽ thoa một lớp bột xung quanh cái thanh củ cải này. Quý cô bác dùng bột gì cũng được, bột gạo, bột năng, bột bắp hoặc là bột mì đều được nha. Em sẽ xếp hai lớp lá chuối và bây giờ xếp đều mấy cái miếng tàu hủ kỳ vào cho cái chiều dài nó vừa với cái thanh củ cải. Tiếp theo em để cái thanh củ cải lên và gói lại là xong. Rất nhanh gọn và đơn giản phải không? Em gói chặt tay để chả nó được dai hơn. Đây là cái đòn chả mà sau khi em đã gói xong nè, bây giờ em sẽ mang đi luộc nha. Luộc thì em sẽ luộc 20 phút. Quý cô bác hấp thì từ 40 phút đến 1 tiếng nha. Hấp lâu thì chả nó sẽ dai ngon. Nếu quý cô bác bó không chặt, sau khi hấp xong như vậy, quý cô bác bó lại một lần nữa cho thật là chặt, rồi để nguội cho vào ngăn mát tủ lạnh. Hôm sau lấy ra là có chả để sử dụng rồi. Chả cắt ra là có thể dùng ngay, chấm cùng với muối tiêu chanh, tương ớt. Có thể ăn ngay như vậy hoặc là ăn kèm với các món bún nước tương hoặc là bánh mì hoặc là dùng để cuốn bánh tráng. Món nào cũng ngon và hấp dẫn hết á. Để bảo quản thì quý cô bác để chả y thinh trong lá, đừng có tháo ra nha. Rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản, ăn trong vòng một tuần vẫn ngon. Video món chay hôm nay đến đây đã kết thúc rồi ạ. Rất cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian để xem video nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video món chay lần sau. Chúc quý cô bác luôn vui khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Thân chào quý cô bác.